tụi mình đi thử menu mới của Living Collective. Đây là cái menu mới và cũng là ngày Thanksgiving. Thì Thanksgiving thì sẽ có gà tây. Mình có gọi thử một phần barbecue của gà tây thử. Thì lát nữa sẽ ra để mình ăn thử như thế nào. Còn bây giờ là giới thiệu tí xíu về cái menu này ha. Menu này có một cái điểm nhấn chính, đó là nó có một cái phần bò mình thấy ở đây này, thì có brisket đang là 275.000 cho 250g. Ngoài ra thì mình cũng có thêm một số các cái size mới ở bên này đó. Rồi bên cạnh đó thì một cái số cái mới nữa, đó là cái burger and sandwiches. Cái burger này em bữa trước đã quay một cái video về các cái loại burger mới, thì bây giờ nó có tới 6 loại burger mới thay vì 2 loại giống như trước đây, về cheese, về bacon barbecue này kia, thì bây giờ nó nhiều lựa chọn hơn. Rồi ngoài ra cái dessert anh cũng có thêm 3 cái dessert mới. Đây là 3 cái dessert đó. Cái này là homemade dessert pineapple pie, pumpkin pie, với lại cái ice cream từ kia là cái kem cuộn Thái Lan á. Thì cái này đã lâu rồi, có bổ sung thêm 2 cái mới thôi. Rồi ok, bây giờ tí nữa mình sẽ ra cái món mới để mình coi thử như thế nào ha. Yeah. Cái này là tụi mình gọi một cái một phần bò brisket. Đây là gà tây single, có nghĩa là cái phần nhỏ thôi. Cái sốt ăn cùng khá là đặc biệt. Còn cái này nó là mac and cheese, rất là béo, rất là thơm. Nó là cái nui trộn với lại cheese, ngon cực kỳ. Ok, bây giờ ăn thử ha. Ayo. Oh wow, ở đây đang sử dụng cái ống hút tre rồi. Phải thân thiện với môi trường. Vô ha. Cảm thấy hấp dẫn nhất là cái bò, cho nên mình sẽ thử cái bò trước. Nó rất là thơm, cái bò Úc rất là mềm, và cái mùi barbecue rất là thơm, rất là đã. Cái này thật ra bò ăn cái dạng barbecue này sẽ ngon hơn là sườn và heo rất là nhiều. Ok, bây giờ mình sẽ chấm thử cái sốt bên này. Mình không nhớ cái sốt này là sốt gì nữa. Rất là thơm, thơm mà ngon lắm. Không biết là cái gì nữa, lát tí nó hỏi thử. Ngon. Bây giờ thử cái mac and cheese. Cái mac and cheese này mình đã ăn rất là nhiều lần rồi. Thì thật sự là nó rất là ngon và thơm. Lần trước không biết cho nên order một cái phần lớn, và cả 4 đến 6 người mà ăn không hết, vì nó sẽ rất là nhanh ngán. Đối với người Việt Nam thì cái này nhanh ngán cực kỳ. Nhưng mà rồi mình gọi một cái phần nhỏ thử xem là như thế nào. Ngon quá. Quá đã. Ăn đi. Bây giờ mình tới thịt gà tây ha. Thịt gà tây chắc là cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà mình cũng sẽ thử xem. Vì hôm nay là Thanksgiving mà. Ăn ở đây rất là nhiều lần rồi, bữa nay là tới thử cái menu mới. Nhưng mà cá nhân mình thì vẫn thích cái cách trang trí trên cái khay gỗ cũ hơn. Cái khay gỗ cũ thì nhìn rất là bắt mắt, nhìn rất là ngon. Còn về đồ ăn thì vẫn như trước, ăn vẫn rất là ngon. Đáng lẽ là có thêm một cái burger nữa, nhưng mà nhân viên ở đây tư vấn là cái phần này nó sẽ hơi nhiều với hai người, cho nên là mình sẽ kêu cái burger sau. Nhưng mà mình nghĩ là chắc cái burger kêu luôn bây giờ. Đây là tụi mình đã ăn xong, sắp hết rồi, và đang chờ cái burger của cái người phụ nữ này thăm dọa lúc nãy. Sắp sửa sẽ có cái burger đó ra, khoảng 15 phút nữa sẽ có cái burger đó. Mình sẽ thử tiếp cái burger. Vâng, thưa các bạn, thì cái người phụ nữ ấy vẫn tiếp tục ăn.
ăn mà ở trên bàn bây giờ còn có một miếng thịt bò nhỏ xíu à, đã hết luôn rồi đó. Và người phụ nữ ấy vẫn quyết định là sẽ order thêm một cái burger nữa. Như các bạn cũng thấy đó thì Living Collective hiện giờ đang là một trong hai cái nhà hàng mà được review rất là tốt trên TripAdvisor. Đây là cái chỗ tập trung của rất là đông những cái người nước ngoài, những cái bạn expat mà chủ yếu là người Úc, người Mỹ, người châu Âu, cũng như là rất là nhiều những cái du khách nước ngoài, đặc biệt là khách Hàn Quốc. Thôi bây giờ thì mình gấp từng cái mình bỏ vô trong miệng mình chứ ăn sao vậy. Mình có nói là để banh ta lông cái bánh ra như vậy đi để ăn, nhưng mà người phụ nữ ấy muốn cạp cái cảm giác mà ăn một cái burger dày thiệt là dày, phê thiệt là phê. Bây giờ ăn đi, ăn đi cho thỏa mãn. Cạp ngon hơn, ngon hơn à? Tại ăn cái gì á, chị ăn trong một miếng cắt sẽ ăn được nhiều lớp luôn đó, ăn chung một lần. Chứ nếu mình ăn riêng từng cắt thì cắt sẽ không ngon mà. Nên chịu khó kẹp đi nha.